huyện Hóc Môn để đưa quý vị và các bạn đến với nhà bạn Minh Phương, nhân vật tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong để xem công việc và cuộc sống của bạn ấy như thế nào quý vị nhé. Minh Phương ơi. Chào em, chị là Kim Thoa đến từ chương trình Tự tin đẻ đẹp. Bạn Nguyễn Thị Minh Phương, 20 tuổi, đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ. Đến với Tự tin đẻ đẹp, cô gái trẻ này sẽ chia sẻ câu chuyện của mình như thế nào? 20 tuổi. Dạ. Thế thì lập gia đình lúc? Là 18 tuổi. Dạ, cuối năm 18 tuổi. Ừ. Dạ. Em có thấy cái cỡ tuổi đó thì mình lập gia đình như vậy thì nó có quá sớm không? Tại vì với rất là nhiều bạn thì vẫn còn đi học nè, dạ, rồi đi chơi. Còn mình thì lại bước vào cuộc sống gia đình thì nó như thế nào? Em thấy nếu như mà mình thời gian mình để dành đi chơi với bạn, bạn bè, ăn uống nước thì thời gian đó mình có thể đi chơi với ông xã, với con của mình. Thì nó còn vui hơn mà nó không giới hạn về thời gian nữa. Cái khoảng thời gian mà trước khi lập gia đình á, thì cái phong cách ăn mặc của Phương nó như thế nào? Dạ, lúc trước thì em ăn mặc thoải mái lắm chị. Quần short, áo dây cũng có, quần jean, áo thun cũng có. Nhưng mà từ khi mà đám cưới về rồi á, thì em chỉ mặc đồ bộ thôi. Đi chơi thì cũng mặc quần leggings jean với lại áo von. Đi tiệc thì chỉ mặc đầm thôi, đơn giản vậy thôi. Dạ, tại vì phụ nữ sau sinh đó chị, nó cũng có nhiều cái thay đổi. Dạ, như vùng mọc của em nhỏ quá, em không có thể mà mặc áo dài như lúc trước được, áo ba lỗ như lúc trước được. Còn với có chồng rồi, có con rồi, mình mặc sao cho lịch sự một chút. Dạ. Với mọi người thì em lập gia đình mà có con ở một cái tuổi rất là trẻ. Dạ, rất là trẻ. Khá là sớm. Thì khi mà mình mang bầu ở một cái lứa tuổi như vậy thì em có gặp phải những khó khăn hay là bị stress trong cái việc đó hay không? Dạ, mà mang thai thì cứ đòi ra, cứ đi bệnh viện riết luôn, mà lúc mà tới ngày tháng là không ra, mà xuống dưới bệnh viện thì một tuần nữa mới chịu ra. Ủa, thường thường thì chị nghĩ khi mà nếu mà đúng ngày đúng tháng mà em bé chưa ra thì mình phải có những cái biện pháp hỗ trợ. Em thì em sinh với bệnh viện Từ Dũ á, thì người ta cũng can thiệp hết biện pháp này tới biện pháp kia, nhưng mà kéo dài hết một tuần luôn. Rồi quyết định không được thì phải mổ. Dạ. Phải đúng giờ đúng giấc ra đúng không? Khi mà mổ xong á, ra phòng á, tự nhiên ông xã đón em bên phòng hậu phẫu á, đứng khóc. Em nói có gì đâu mà khóc, nói chồng không có giúp gì được cho vợ hết. Thấy vợ đau mà thấy xót quá. Mà ba mấy cô hộ lý thì cứ nói là trời ơi, cái anh này sao mà cứ đứng này chờ hoài, bây giờ có vợ rồi rước vợ về đi. Ai là người chăm lo em ở trong bệnh viện? Dạ là gia chồng em. Xã em hết? Dạ. Mẹ thì chỉ có chăm sóc cho bé thôi. Còn chồng em tất cả các việc vệ sinh rồi này kia cho em, mà uống thuốc này kia là do chồng em hết rồi. Ngưỡng mộ quá. Thật sự em có một người chồng rất là quý. Dạ. Tại vì rất là thương vợ. Thế thì bây giờ chị rất là muốn biết lý do vì sao mà em lại đăng ký tham gia vào chương trình Tự tin đẻ đẹp. Dạ, em có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là em cũng cưới sau 2 năm rồi. Là một năm thì có bầu em bé thì cũng chỉ mặc toàn đồ bầu thôi, còn một năm thì em bé lớn thì cũng chỉ toàn mặc đồ bộ thôi. Dạ, em muốn thay đổi một chút để cho cái không khí vợ chồng nó mới hơn một chút mà. Dạ. Rồi cái thứ hai là cái vóc dáng của em nhỏ rồi ốm, nên là em không biết chọn cái trang phục nào phù hợp với mình. Như đi ra chợ thì em thấy cái mẫu em thích, cái kiểu đó em thích thì em mua về mặc, chứ không biết hợp với em hay là không. Dạ. Còn cái thứ ba là em cũng muốn là có một cái phong cách, cái kiểu ăn mặc riêng cho mình á, nên khi mà đi tiệc hoặc là đi chơi với bạn bè, với ông xã thì không cần phải đắn đo nữa chị. Khi mà em đăng ký tham gia vào một cái chương trình làm đẹp như vậy thì ông xã của em có biết không? Bữa đó là thứ bảy, ông xã được nghỉ cũng dụ ông xã vô coi. Bên nói trời chồng ơi, cái chị đó bình thường mình thay đổi xong đẹp ghê luôn ha. Hỏi này là vợ hết rồi phải không, hết thì cứ đăng ký đi. Rồi cái bữa đó em coi cái số của cái chị đó xong á, xin đăng ký chương trình. Dạ. Em cũng rất là hy vọng là hai vợ chồng em cứ mãi hạnh phúc như vậy và mãi thương yêu nhau như vậy. Rồi, và trong kia đi gặp stylist Tuyết Nhung kìa. Do chủ yếu làm công việc nội trợ và chăm sóc con nhỏ nên bạn Minh Phương lựa chọn những bộ đồ dễ sử dụng hàng ngày. Vậy đến với cửa hàng thời trang Ami, cô ấy sẽ được tư vấn trang phục nào?
Chào chị, chào Kim Thoa. Hôm nay Kim Thoa đưa bạn Minh Phương là nhân vật của chương trình Từ Tây Đẹp ngày hôm nay đến gặp Tuyết Nhung. Và rất là mong muốn là Nhung ngày hôm nay sẽ giúp cho Phương sẽ tìm kiếm được một cái trang phục thật là phù hợp với dáng người của chị rất là nhỏ nhắn. Nhưng mà được lại thì Minh Phương có một nước da trắng. Thì mình mặc những cái tông màu nổi như thế này thì sẽ rất là phù hợp. Vậy thì bây giờ mời hai chị em chúng ta cùng đi lựa đồ. Nếu như mình hơi nhỏ con thì nên, em nghĩ chị nên tránh những bộ mà có cái tai phong như thế này nữa. Hoặc là nó dài qua khỏi gối nó sẽ làm mình thấp hơn. Mình chỉ thấy bộ đồ thôi chứ không có thấy mình đâu hết. Em sẽ không có tôn lên được cái dáng mình. Những bộ đồ body vẫn có thể mình mặc được nhưng mà mình chọn màu sáng hơn tí xíu. Hoặc là nó có hoa văn một tí thì nó sẽ làm điểm nhấn hơn cho mình. Như là có cái xếp ly hoặc là bèo như thế này nè. Có cái xếp ly như thế này nó sẽ làm mình to hơn. Thì hôm nay em xin chạy cho chị bộ này nha. Với mẫu thiết kế này thì có tay, nó sẽ không lộ khuyết điểm của mình ra đúng không? Có tay nhưng mà là tay suông, không phải là tay phồng. Thì nó làm cho mình trông gọn gàng hơn. Với lại cái chân váy của nó sẽ là xếp ly. Thì nó sẽ làm cho mình trẻ hơn và tròn trẻ hơn, không có bị ngắn con người mình lại. Nếu mà vòng một em nhỏ mà cái cổ nó hơi cao á chị, thì khi mà em mặc vào thì nó có làm che đi khuyết điểm của em, nó có lộ khuyết điểm của em ra không chị? Chị yên tâm, như chiếc cổ này thì chị thấy nó hơi bị cao đúng không? Nó hơi bị ngợp. Nhưng mà mình mặc vào thì nó sẽ ôm cái vòng eo mình lại. Ôm vòng eo mình lại thì nó sẽ tôn lên cái vòng một của mình hơn. Nó rộ rõ hơn và nó đầy đặn hơn. Stylist Tuyết Nhung đã lựa chọn cho Minh Phương một chiếc đầm màu xanh bơ rất là dễ thương, nó khá là khác biệt so với thường ngày của mình. Thì hôm nay em cũng cảm ơn chị Tuyết Nhung Stylist đã chọn cho em một trang phục phù hợp với em. Bây giờ thì Kim Thoa sẽ đưa bạn đến với G-First Tokyo ngay bây giờ ha. Còn tạm biệt Stylist thôi. Và hãy cùng vào bên trong để gặp các chuyên gia. Xin chào. Xin chào. Giới thiệu với em, đây chính là chuyên gia của salon tóc G-First Tokyo. Ngày hôm nay chị ấy sẽ làm cho em một cái mái tóc thật là mới và chắc chắn sẽ xinh đẹp và rất là khác so với thường ngày rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào ngồi chiếc ghế kia để được chuyên gia làm đẹp nha. Tức là hôm nay, chút ổ đeo ngà kì nà rù tì yu kòtò nà nô đê. Tô xì mái ngà mì ô tsu kút tê, hôm nay kì nà rù ổ đeo tì yu nô chút tò cover xì tì tê. Tê, ngà sa wa あんまり変えたくないっていうことなので少し揃えてでちょっと量感量が少ないっていうのが気になってるっていうおっしゃってたのでちょっと量を多く見えるような雰囲気にしていきますね。あとちょっと全体長さはそんなに変えれないのでカラーの方カラーでとてもアッシュが綺麗に出そうな髪の毛なのでちょっとアッシュにしていってカラーで雰囲気を変えていきたいなと思います。よろしくお願いします。あとメイクも、そのカラーに合わせたメイクで。Đây chính là anh Ngọc Khánh, là ông xã của bạn Minh Phương, nhân vật tham gia chương trình Tự Tin Đẹp ngày hôm nay. Chào anh. Chào chị. Anh nhận xét như thế nào về bà xã của mình ở nhà, về tính cách này cũng như là cái phong cách ăn mặc của vợ mình? Thì tính cách thì rắn êm đềm như người khác. Còn cách ăn mặc thì rất là đơn giản. Bình thường đã dịu dàng rồi, ngày hôm nay muốn dịu dàng hơn nữa không? Cái đó là chắc luôn. Chắc luôn rồi đúng không? Những chuyên gia của Tự Tin Để Đẹp sẽ giúp cô gái trẻ Nguyễn Thị Minh Phương, người đang muốn được đẹp hơn trong mắt ông xã và người thân của mình, thay đổi hình ảnh ra sao. Xin mời Minh Phương. Ông xã của bạn Minh Phương, người rất yêu thương và quan tâm đến vợ mình, sẽ đón nhận hình ảnh mới của cô ấy như thế nào? Điều gì đã xảy ra? Thế nào Khánh, thấy bạn Minh Phương hôm nay như thế nào? Hết ngoài sao mong đợi của em. Vậy hả? Em nói nên lời vậy. Đẹp quá, không nói nên lời luôn, chỉ đứng cười thôi. Phương, cái lúc mà được các chuyên gia tháo cái bức mạng trên tấm gương xuống đó, thì lúc đó cái cảm giác của mình như thế nào Phương ha? Dạ, phải nói là rất là bất ngờ.
không ngờ là một người nội trợ như em hàng ngày ở nhà với em bé mà hôm nay được phong cách như thế này. Một chiếc đầm màu xanh bơ với tay áo suông và xếp ly ở váy, kiểu dáng khá đơn giản nhưng rất phù hợp với vóc dáng khá nhỏ nhắn của Minh Phương. Đặc biệt mái tóc dài đã được uốn lượn nhuộm màu sáng và xõa hai bên vai, kết hợp với phần trang điểm do các chuyên gia của G-First Tokyo thực hiện, tạo nên hình ảnh mới thêm dịu dàng, quyến rũ và xinh đẹp cho cô ấy. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Dạ, trước tiên thì khi được tham gia chương trình này, em gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, các anh ekip cũng như là chuyên gia đã tạo cho em phong cách ngày hôm nay. Cũng 2 ngày nữa là kỷ niệm 5 năm ngày tụi em quen nhau, cho nên là em sẽ tự tin hơn với phong cách này để ăn một cái tiệc nhỏ cùng gia đình. Dạ. Xin được chúc mừng ngày kỷ niệm 5 năm hai bạn yêu nhau. Và ngày hôm nay thực sự chương trình rất là vui vì đã làm cho Phương tự tin hơn. Đặc biệt là trong cái ngày hôm đó bạn đã gọi là biết cái cách làm đẹp hơn cho mình, đúng không? Và xin chúc cho cả hai bạn cứ mãi mãi hạnh phúc như thế này, Phương nha. Quý vị và các bạn thân mến, đây là nhân vật tiếp theo ngày hôm nay rất hài lòng với ngoại hình mới của mình. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn thay đổi, cũng muốn được đẹp hơn, được tự tin hơn thì hãy nhanh tay đăng ký vào Facebook của chương trình Tự Tin Để Đẹp quý vị nha. Và cũng có thể xem lại những số mà chương trình đã phát sóng thông qua Facebook Tự Tin Để Đẹp. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.